Kính mời quý vị dâng ngày cho Chúa qua 5 phút suy niệm và cầu nguyện với Chúa Thánh Thần, được biên tập bởi Truyền thông Ngôi Lời Việt Nam. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Ngày 14, Chúa Thánh Thần là Đấng Bảo Trợ. Trong Kinh Thánh, người ta gọi Chúa Thánh Thần là Đấng Bảo Trợ. Tên gọi này chỉ ra cho chúng ta một vài điều, bởi vì ý nghĩa của nó là được gọi đến ở bên cạnh. Ngụ ý rằng, điều mà chúng ta cầu xin là để Ngài ở với mình. Sự hiện diện của Ngài mang nhiều ý nghĩa. Ví dụ như, nó có nghĩa là chúng ta đang kêu cầu đến Ngài để bảo vệ ta khỏi những kẻ tố cáo hoặc bách hại ta, đặc biệt là khỏi quyền lực của sự dữ. Nhưng cũng có thể hiểu rằng thần khí đang ở bên cạnh ta và ban cho ta niềm an ủi giữa những đau đớn, sợ hãi và bất mãn. Trên thực tế, chúng ta không thể giới hạn ý nghĩa của tên gọi này, và thay vào đó, chúng ta phải tập hợp sự diễn đạt này trong tất cả những gì chúng ta đưa vào khi gọi một ai đó để họ ở với mình. Đấng Bảo Trợ, Đấng hiện diện nơi không ai có thể đồng hành cùng chúng ta được. Trong chiều kích sâu thẳm nhất nơi chúng ta, nếu không có Ngài, chúng ta luôn bất lực, đau đớn trong cô tịch mà không ai có thể lấp đầy. Ngài là sự giúp đỡ, là sức mạnh, là sự an ủi, là sự bảo vệ và là sự khích lệ ta. Hãy nói với Ngài bằng cả nhiệt tâm: Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến. Lạy Đấng Bảo Trợ, xin hãy đến. Thánh Thần, khấn xin ngự đến, hồn con đang mong chờ Ngài dẫn về những chiên lạc hương, về chung sống trong đàn chiên Chúa. Ngài ơi, xin Ngài thương dấu chỉ lối những ai đi xa chưa về. Ngài ơi, xin Ngài hãy đến uy an. Ngài ơi, lạy Ngài xin đến, dẫn dắt chúng con trên đường. Cầu Ngài liên kết chúng con nhất tâm trong Ngài. Cầu Ngài ban ơn thêm sức kiên vững không lay. Sống sao nên người con Chúa chứng nhân tình yêu, sống sao nên người con Chúa chứng nhân tình yêu.